chống tham nhũng là Trung ương phải phong thưởng tổ đồng thuận và người dân xã Đồng Tâm mới là cái đúng, chứ không thể vu oan giáo họa đổ cho người dân Đồng Tâm chúng tôi là chống đối, hoàn toàn không có một thế lực nào xen vào xã Đồng Tâm chúng tôi cả. Đây là người dân Đồng Tâm chúng tôi quyết tâm chống đối những kẻ cướp đất và tham nhũng của người dân Đồng Tâm. Từ cứ nói đây không phải nói nhưng mà đấy, họ tất cả các cái cây cối ở khắp cả làng Đồng Tâm bên này họ bán chát, họ chia nhau hết. Nhưng người dân Đồng Tâm từ phải đóng tiền từ cả cái xe tang để đưa đi, mỗi khẩu, mỗi gia đình đấy, mỗi gia đình là phải đóng 50.000 cái lúc, bà con biết không? Rồi cái nhà táng đấy là lại phải mỗi gia đình đóng 30.000, trong khi đó từ cái cây cối họ chia chát, chia cho nhau, chứ họ có công khai cái gì đâu. Vì vậy là bà con phải hết sức tỉnh táo và đoàn kết. Trong cái lúc này ấy, là cái bọn mà tham nhũng ấy, là nó rất là nhiều âm mưu, thủ đoạn và những cái chiêu hèn hạ nó đối với dân ta. Vì vậy dân ta họp như này thôi nhưng mà nó vẫn cứ ở ngoài đường kìa, nó đang theo dõi kìa. Nhưng thực ra ấy, ta không sợ những cái gì cả, bởi vì ta có làm gì sai, ta chống tham nhũng, ta có làm gì sai mà ta phải sợ. Và tiếp theo như thế này, cái việc mà trường cái lãnh đạo thành phố ấy là viết giấy triệu tập của dân ta ấy, thì hoàn toàn ta không sợ cái gì cả, bởi vì những cái kẻ châm ngòi để gây lên cái nhân dân Đồng Tâm ta phải đoàn kết lại để bắt tay để chống tham nhũng này, để giam giữ cái món cảnh sát vừa rồi ấy, thì hoàn toàn là những kẻ châm ngòi lên để cho người dân ta phải bức xúc và tràn ly nước để chống lại chúng nó. Còn thì hoàn toàn dân ta không có một cái gì chống đối nhà nước, không chống chính phủ. Nói rõ bà con thế nhé, tất cả nước cũng phải biết được là dân Đồng Tâm chúng tôi luôn luôn đấu tranh chống tham nhũng, không làm một việc gì sai. Vì vậy nên là Bộ Quốc phòng cũng viết giấy triệu tập cụ Kinh, rồi thì thành phố Hà Nội, công an thành phố Hà Nội cũng viết giấy triệu tập. Nhưng Bộ Quốc phòng vừa rồi tôi nói đơn giản thế này, tôi với một anh Hằng không thể ai nghe được, phải là một cơ quan độc lập để triệu tập cả hai người này để lên giải quyết, chứ không phải bây giờ một vế thắng vế thua. Nếu như mà viết giấy triệu tập được như thế này thì không cần phải kiện cáo từ xưa này đấy, thế là xong, để áp đặt cho người dân Đồng Tâm chúng tôi rồi. Vì vậy kể cả Bộ Quốc phòng cho đến Công an Hà Nội, tôi đề nghị phải thành lập một cơ quan độc lập để giải quyết Đồng Tâm sớm muộn. Nếu không thì dân Đồng Tâm chúng tôi mà cứ thế này thì tất cả những cái hành vi mà mưu hèn kế bẩn đối với dân Đồng Tâm tôi là chúng tôi không chịu đâu. Chúng tôi quyết tử, quyết chiến. Hoàn toàn bản thân tôi giờ phút này tôi là người dân đây. Tiền của chả có cái gì đâu, dân đen đất bây giờ mất rồi, tôi còn đi để mà tiếp đâu mà tôi sợ cái gì. Nên tôi sẵn sàng hy sinh đối với người dân Đồng Tâm. Bà con thấy thế nào? Nhất trí không? Vâng, thế tôi xin cảm ơn. 2017, biên bản họp toàn dân xã Đồng Tâm để khẳng định cuộc đấu tranh chống tham nhũng của nhân dân xã Đồng Tâm đang đi vào giai đoạn quyết liệt nhất, thiết thực nhất giữa nhân dân và bọn tham nhũng dây nhóm quá nhiều, quá chặt chẽ, quá cố tình, được ăn cả ngã về không, coi thường pháp luật. Hội nghị đã tiến hành vào hồi 15 giờ ngày 3 tháng 9 2017, đã thống nhất lập biên bản để thông báo rộng rãi tới nhân dân cả nước, nhân dân trên thế giới biết. Một, hội nghị khẳng định một lần nữa đất của xã Đồng Tâm ở xứ Đồng Xanh là 106 ha, số diện tích này là hoàn toàn chính xác, và cho sân bay thu hồi 47,36 ha. Vì đã chót ký biên bản hợp tác đầu tư với tập đoàn Viettel đã ký từ ngày 4 tháng 6 2016, với nội dung thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm đầu tư về quỹ đất, về thủ tục hành chính bảo đảm đầy đủ, chịu trách nhiệm giải quyết giải phóng mặt bằng. Vì lý do trên mà ông Nguyễn Đức Trung, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cố tình tìm mọi cách, tìm mọi lời lẽ sai trái không thực tế để lấp đi những gì mà họ đã cố tình bịa đặt để muốn được hợp thức hóa số đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm ở xứ Đồng Xanh. Nếu như những thanh tra Hà Nội mà có trình độ văn hóa thì nhìn trên thực tế, thực địa cũng xác định được đất nó rộng lắm chứ không phải chỉ có 47,36 ha.
mà trên đường 429 lại có cột mốc cây số, thế thì loà lượng thế nào được? Không phải thấy rộng quá mà ông Nguyễn Đức Chung thấy ngại quá mà phải nói thêm là ở đó có 64,66 ha vì có 17 ha của Trương Mỹ. Thật là ngớ ngẩn quá, vì sao đất của Trương Mỹ tại sao lại ở dưới phía nam, nam đường 429? Chắc ông Trung tưởng lầm đường 429 thành đường Nguyễn Văn Trỗi đi từ núi Sáu qua Trúc Sơn. Hai, đất sân bay của huyện Trương Mỹ từ giáp danh phía bắc sân bay của xã Đồng Tâm, huyện Trương Mỹ đã cho các trang trại sử dụng, xây dựng nhà nhiều cao tầng, các xí nghiệp làm công ty sản xuất bê tông tươi, nhiều người dân đã có sổ đỏ. Như vậy sân bay Miếu Môn không còn nữa, nó đã trao trả cho nhân dân rồi. Tại sao xã Đồng Tâm lại chưa được hưởng? Vì rằng diện tích 47,36 ha nó lại giáp với số diện tích 59 ha nơi mà rất cần cho tập đoàn Viettel cùng với chính quyền Hà Nội ký kết để sử dụng loà lượng. 3. Hội nghị kiên quyết yêu cầu đơn vị quốc phòng đã cử 3 người về xác minh đất quốc phòng đang tranh chấp, đó là Mạc Văn Tin trung tá, Nguyễn Văn Tài trung tá, Nguyễn Trường Huy thượng tá, là những người cùng đồng lõa với bọn tham nhũng nhà cầm quyền Hà Nội. Vì không tìm thấy chứng lý để cướp đất Đồng Xanh nên đã dùng lý côn là lừa nhân dân lên mốc giới sân bay để xa dân và hợp đồng với công an Hà Nội, công an huyện Mỹ Đức bắt cóc đi một số người để định thủ tiêu bịt đầu mối. Vì mục đích mất người đã biết cặn kẽ đất Đồng Xanh thì việc lấy đất đồng nông nghiệp của xã Đồng Tâm rất dễ dàng. Chúng tôi yêu cầu 3 người Huy, Tài, Tin, kẻ đã làm hoen ố truyền thống quân đội ta, bọn chúng phải chịu trách nhiệm với cụ Kình đang bị trọng thương 6 tháng nay vẫn nằm liệt trên giường. Vậy là ngày 15 tháng 4 2017 đã trở thành ngày hận thù của nhân dân xã Đồng Tâm. Nếu không xử bọn Trần Thanh Tùng, phó công an huyện Mỹ Đức đã cụ Kình gãy đùi và 3 tên khoác áo quân đội là Huy, Tài, Tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu không, nhân dân xã Đồng Tâm không để yên. Nhân dịp này, chúng tôi trân trọng đề nghị Cao ủy Liên Hợp Quốc, Ban Nhân quyền hãy vì thực hiện nghị quyết bảo vệ nhân quyền của Liên Hợp Quốc, hãy lên tiếng ủng hộ chúng tôi, yêu cầu chính quyền Hà Nội phải có cho cụ Kình đi giám định thương tích để làm cơ sở cho việc xử lý những người gây nên sự sai trái này và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 4. Hội nghị thống nhất cao độ từ ngày 3 tháng 9 năm 2017, nhân dân xã Đồng Tâm tuyên chiến với bọn chống tham nhũng giặc nội xâm, nhân dân xã Đồng Tâm sẵn sàng đổ máu để giữ bằng được đất của nhân dân ta. Không một kẻ nào từ chính quyền, công an đến quân đội vào cướp đất sẽ bị tan xác. Thà mất tất cả xã Đồng Tâm, còn một người cũng quyết chiến đến cùng. Biên bản hội nghị đều thống nhất cao và chính thức phát trên mạng xã hội để nhân dân cả nước và nhân dân thế giới biết. Quay cái này thôi, còn không quay cái gì nữa thôi, còn không quay cái người nào thì thế thì quay cái này đi để cho tôi đọc thế nào được, ngủ đọc nào không, để đứng thế này không quay cái tờ thôi, còn không quay người rồi. Đây có phải bờm đâu mà cứ phải nói nhiều.
Thì để im, tôi đứng đằng này tôi phải đọc mà. Đứng ra đây thì lại quay ra đấy, đứng ra đây thì lại quay ra đây. Đây. Đứng đây đâu. Thì quay nguyên cả tờ này thôi, chị muốn thế. Ai quay người mà khổ quá này thôi. Thì người ta phải cúp cái máy này xuống này mà để cười cũng sao cả. Cứ làm mẹ đấy. À, tôi xin chào tất cả bà con nhân dân xã Đồng Tâm nha. Tôi là người chuyên chỉ có đi buôn dưa lê, bán dưa chuột. Thì tôi hôm nay tôi cũng thấy nhân dân Đồng Tâm là quá bức xúc về vụ mở tòa Huyện Mỹ Đức. Nhân dân tôi xin đọc cái bài: nhân dân xã Đồng Tâm không tranh chấp đất của quốc phòng mà chỉ đi đòi đất nông nghiệp. Nghe đâu Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức tung lên tin khởi tố mở tòa 14 vụ cán bộ xã Đồng Tâm và cán bộ huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội về việc quản lý đất đai sai phạm. Nhưng thực ra việc mở tòa hôm đó lại là bố là huyện, con là xã. Bố cùng con tham nhũng cùng bán nhiều đất, nhiều hecta đất nông nghiệp quanh làng Đồng Tâm Mỹ Đức Hà Nội của toàn thể nhân dân. Phiên tòa xét xử lại để bố xét xử bố và con với án bỏ túi, tù treo, tù ăn dưỡng. Trong khi đó, người đứng đầu đơn khiếu kiện không được mời đến dự phiên tòa và diện tích đất bố và con tham nhũng chia trách chưa hoàn trả lại nhân dân Đồng Tâm Mỹ Đức Hà Nội. Vậy bọn chúng cứ luôn mồm tung tin người này người kia đi đầu thú và bao nhiêu giấy triệu tập của thành phố ra số 7 Tiền Quang. Chúng còn mạnh mồm hơn nữa, lấy danh nghĩa quốc phòng triệu tập phụ kình. Thật nực cười, năm 2017 là năm của bao nhiêu của thế kỷ rồi mà lại lừa dân được. Nhân dân xã Đồng Tâm thấy được việc mở tòa của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức là chưa đúng người, đúng tội, lừa dư luận vì 14 vị cán bộ đó chưa liên quan đến đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm, giáp đất quốc phòng sân bay Miếu Môn. Vậy nhân dân quyết một lòng uống máu ăn thề không để cho bọn chúng cướp hãy nêu cao khẩu hiệu xin đề xin đề xin đề chống tham nhũng đến cùng, ta quyết không tha những kẻ cướp ngày. Quyết không.